bạn đã đến chương trình Sơn Si Tin được phát sóng vào 19 giờ mỗi tối. Sau một thời gian êm ắng không thấy Sơn Tùng MTV có hoạt động nào, thì mới đây trên Facebook, hình ảnh Sơn Tùng trong trang phục lính đang được cư dân mạng truyền tay nhau một cách chóng mặt. Được biết, giọng ca Lạc Trôi đang có mặt tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ở thành phố Hồ Chí Minh để ghi hình quảng cáo. Ngay từ khi xuất hiện, Sơn Tùng đã nhanh chóng trở thành tâm điểm và thu hút đông đảo sự chú ý. Nam ca sĩ gây ấn tượng mạnh với mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, cùng trang phục quân đội và thái độ đặc biệt nghiêm túc, bất chấp cơn mưa lớn ở Sài Gòn hôm đó. Tiếp theo, những hình ảnh và video của Sơn Tùng MTV được phát tán và hàng nghìn khán giả ùa vào xem và bình luận rất sôi nổi. Các Sky khắp miền Bắc Trung Nam phát ghen lên với các sinh viên ở đây vì sự xuất hiện của anh ở trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Các bạn sinh viên của trường cũng nhanh tay post lên những hình ảnh và clip hậu trường cực đáng yêu của Sơn Tùng. Người hâm mộ của anh vui sướng vì được thấy một hình ảnh khác rất nam tính và manly của thần tượng. Khi soi snap trên Instagram của anh, có thể thấy dòng trạng thái rất hào hứng của Sơn Tùng. Hôm nay go back to the past, có nghĩa là hôm nay trở về tuổi thơ nào. Và tiếp sau đó là một snap của bạn anh, cho thấy anh đang vẽ gì đó lên bảng. Ồ, hóa ra trở về tuổi thơ là đi vẽ Son Goku ư. Khỏi phải nói, dù biết Sơn Tùng MTV thành công và nổi tiếng ở độ tuổi còn rất trẻ, có vẻ như chàng trai sinh năm 1994 này vẫn còn rất hồn nhiên và trẻ con. Yêu quá đi thôi Sơn Tùng ơi. Mới đây, cư dân mạng được một fan xôn xao khi nghe câu chuyện của Philip Nguyễn với ba. Cụ thể, từ nhỏ Philip đã luôn cố gắng chứng tỏ năng lực với những người thân trong gia đình, đặc biệt là ba của mình. Thế nhưng, ông lại dành cho anh cái nhìn khá gay gắt. Mới đây, khi sự cố Ariana hủy show tại Việt Nam vào phút chót, chính ba của Philip đã đến tận nơi, vỗ lên vai anh động viên. Sau câu chuyện kỳ lạ trong gia đình, mới đây một trang fanpage lại tiếp tục chia sẻ câu nói của Philip Nguyễn khi đề cập tới chuyện tình yêu. Anh nói, người yêu anh mà thích Ed Sheeran, anh cũng sẵn sàng mời Ed về cho cổ vừa lòng. Nhưng mà bận quá, nên anh single hơn 2 năm rồi đó. Ủa mà theo em, anh nên yêu ai ở Việt Nam bây giờ? Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng đủ khiến cho biết bao cô gái rung động bởi sự quan tâm và chiều người yêu hết mực của Philip. Sau hơn 2 tiếng đăng tải, đã có hàng ngàn lượt like, hàng trăm lượt bình luận và chia sẻ cho câu nói này. Quả là tiệc chiều rắc thính đỉnh nhất của năm, bởi vì sau post này, hàng ngàn comment ước ao được làm người yêu của anh Philip, thậm chí có cả trai và gái. Số còn lại cũng bày tỏ hết lời nguyện vọng anh hãy mời thật nhiều thần tượng và các oppa yêu thương cho khán giả Việt Nam nhé. Mong là Philip ở đâu đó sẽ đọc thấy và nghe thấy để đáp ứng được tất cả những giấc mơ của hàng ngàn người khán giả hâm mộ thị trường US UK và K-pop. Triệu Vy từ lâu vốn không chỉ là đạo diễn, diễn viên Trung Quốc đơn thuần mà cô và ông xã đã cùng nhau buôn bán bất động sản, kinh doanh rượu vang và quy mô hệ thống bán hàng tiện dụng. Triệu Vy cũng rất chăm chỉ khoe hình ảnh đồn điền rượu vang của mình tại Pháp. Và điều đáng bất ngờ, theo một nguồn tin thân cận, cơ sở sản xuất rượu vang của mỹ nhân họ Triệu thuộc sở hữu của nhà vua Pháp Louis thập tam, cũng là điền trang có giá trị cao nhất thế giới. Được biết, hai vợ chồng Triệu Vy đã bỏ ra số tiền 30 triệu nhân dân tệ, tương đương với 690 tỷ đồng để có thể sở hữu khu điền trang này. Trang trại được mang tên Chateau Malot, có ý nghĩa là Trân Bảo, nằm tại Bordeaux và rộng tới 7 hecta. Đây từng là tài sản của vua Louis thập tam của nước Pháp. Thế mới biết đẳng cấp của cô nàng họ Triệu là như thế nào, mua được hẳn đồn điền của vua Louis. Sau khi mua về, Triệu Vy vẫn giữ nguyên đội ngũ sản xuất và chỉ cải tiến phương pháp vận hành làm rượu vang. Sau khi cải tiến và cho ra sản phẩm, Triệu Vy đã từng mời rất nhiều người bạn thân đến đây để thưởng thức và cho ý kiến. Nhiều người tỏ ra ngạc nhiên với chất lượng rượu hảo hạng. Quả là một người phụ nữ cực kỳ thông minh, xinh đẹp và tài giỏi, thật đáng ngưỡng mộ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Sơn Si Tin và đừng quên cập nhật những thông tin nóng nhất của Sơn Si Tin bằng cách subscribe kênh SME Channel nhé.